Chào mừng mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin quay cho mọi người cái mẫu bàn thờ thần tài này nhé mọi người. Bàn thờ thần tài này là gỗ vó lò 100%, và cái kiểu này nó có khắc đặt theo yêu cầu nha mọi người. Cái kiểu này là làm theo yêu cầu nha, chứ bình thường nó không có cái kiểu này. Thì cái bàn thờ thần tài này là ngang là 68, chiều cao lên từ đất lên trên cái đình này là 88, và chiều sâu từ đằng trước ra đằng sau là 61, và nó làm bằng mặt gỗ đỏ nguyên tấm. Thì nó có thêm một cái mâm cúng để mọi người có thể cúng đồ ấy mọi người. Cúng đồ mọi người có thể cúng ở đây. Và nữa là cái mặt này mọi người để ý là mặt nguyên tấm ở trên này là dày 3 phân. 3 phân nguyên tấm luôn nha mọi người. Bình thường mọi người thấy cái nếu mà cái mẫu bàn thờ thần tài bình thường của bên Mộc ấy thì nó sẽ chỉ nó kẹp này, nó chỉ có khoảng 9 ly tới một phần ở đây thôi. Cái phần dưới này là mình kẹp rẻ. Còn cái này nó dày nguyên tấm luôn, là cái tấm này là dày nguyên tấm luôn, 3 phân. Bên vát này nó cũng dày như vậy luôn này. Vát này thì 2 phân. Đấy, nguyên tấm luôn mọi người. Thường các hàng mà bình thường ấy, như mấy loại mà 4-5 triệu mộc hay bén ấy thì nó lại là mỏng thôi. Còn cái loại này thì nó 7 triệu rưỡi mọi người, nên nó làm dày nguyên tấm luôn. Cái tấm ở đằng sau nó là nguyên một tấm gõ đỏ nha mọi người, nguyên tấm luôn. Cái này nó cũng dày luôn này. Đấy, dày 2 phân hết. Đấy, 2 phân nha mọi người. Cái này là cái mâm cúng trên để tượng trên ấy. Còn cái mặt này thì nó dày nguyên tấm 2 phân. Chân được nổi. Chạm rồng mọi người. Còn đặc thù của cái loại này ấy, thì nó cái mặt này ấy nó dày nguyên tấm nhưng mà nó lại ghép đôi nha mọi người. 2 phần. Phần này ghép này. Đấy. Phần này liền. Đó, 2 phần là 2 tấm ghép lại nhá. Tại vì nếu mà mình làm liền ấy thì một cái như vậy nó lại hơi là 800.000 nữa. Nên khác đặt ấy thì người ta chỉ chi 7 triệu rưỡi thôi. Thì Mộc chỉ làm giá là 7 triệu rưỡi như thế này thôi nha. Và cái này thì nó hai cái y hệt như nhau. Đấy. Thì cột hai cột này cũng là chạm rồng. Và cột này là cột nguyên khối nha mọi người. Cột nguyên khối. Dày 10 phân. Mọi người coi. Đủ 10 phân nhé. Cột nguyên khối nha mọi người. Tấm bát này cũng là nguyên tấm luôn. Phúc lộc thọ. Chạm hai con rồng. Vắt nguyên rồng, chạm hai cái bình hoa nhé mọi người, hai bình hoa. Đấy, kiểu chân này cũng được nổi luôn, bên này thì nó cũng ghép như vậy. Rồi. Nếu thấy clip của Mộc hay nhớ đăng ký channel bên Mộc nha, để tham khảo các mẫu trên sườn nhà Mộc nha. Chào tất cả mọi người. Ở còn đây là cái phía lưng sau của cái bàn thờ thần tài mọi người. Cũng là gỗ gõ đỏ 100% rồi nha. Thì cái bàn này thì nó màu không phai bất kỳ loại gỗ gì khác nhá. Và cái tấm mà để mọi người thấy là dày 3 phân nhá mọi người. Mộc nói hơi ngọng nha. Ôi, chào tất cả mọi người.